lại á, là mình xài á thì mình biết đó, mình xài đó là mình sẽ biết cái dòng của nó. Hà sẽ giới thiệu cho mọi người về cái này này rất là hay nhé cả nhà nhé. Còn còn nếu mà chị em nào mình đấy mà thích hỏi Hà về cái dòng phấn hay là về dòng kem nào đó thì mọi người cứ 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 nhắn cho Hà. Hà sẽ tư vấn cho mọi người về cái dòng kem đó. Còn Hà thì Hà sẽ lên những cái mà giống như Hà muốn giới thiệu với mọi người nhé cả nhà nhá. Cái này nó là một cái máy massage mắt nha cả nhà nha. Thật sự mà nói nha, Hà không có cái thứ hai, hiện thời bây giờ là không có cái hai. Hà nói với bên công ty là mày gửi cho tao một cái đi, tao sẽ xài thử cái này. Tại vì tao á là tao hay nhìn vào computer hoặc là máy điện thoại. Vivi chào em nhé. Đó, tao hay nhìn vào computer và điện thoại nè. Mấy bé nhà mình mà học nhiều này nhá cả nhà nhá. Mấy bé này nha, nhà mình mà có mấy bé đang học nhiều ở cả nhà, nên cho mấy bé những cái như thế này, hoặc là mình có những người bạn đấy mà sinh nhật hay là cái gì đấy mình muốn tặng quà cho người ta, nếu như là người ta là nam tính đi thì người ta không có xài được kem đi cả nhà, người ta không thích xài kem, không thích xài dưỡng, thì mọi người nên mua cái này và tặng cho người ta. Nếu mà người ta làm trong văn phòng, người ta xài máy vi tính nhiều, xài điện thoại nhiều, mình biết người ta xài thì mình sẽ tặng cho người ta một cái, nếu mà là nam nhá. Hà nói thật luôn, cực kỳ là thích luôn. Cái này á nó chỉ chạy á, mình bấm nút lên nó chỉ chạy có 10 phút đồng hồ thôi cả nhà, nhưng mà chưa đầy á, 10 phút chưa có kịp tắt máy là Hà ngủ mất tiêu. Ngủ mất tiêu luôn. Có lúc giờ lên bấm cái tạch cái nữa bắt đầu nó lại chạy lại, nó lại vậy á, 10 phút là nó tự tắt nha cả nhà nhá. Với cái máy này á Hà đang xài cho nên là Hà muốn giới thiệu với mọi người, nếu mọi người thích Hà sẽ đặt về luôn cho cả nhà mình nhá cả nhà nhá. Cái này á thì nó rất là dễ xài. Mà một cái máy này nó chạy được tới 150 tiếng đồng hồ nha cả nhà nha. Mình sạc pin là trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Sạc của nó thì nó như thế này thôi nha cả nhà nha. Nó là cái đầu sạc USB nha cả nhà nha. Mình có thể cắm vào trong cái iPhone hoặc mình cắm vào trong cái máy vi tính của mình là mình xài được nha cả nhà nha. Sạc nó, đây cái lỗ sạc của nó thì nó nằm ngay đây nha cả nhà nha. Và sau đó mình đeo nó lên nha cả nhà nha. Mình bấm vào cái nút này mình chỉ cần một cái thao tác của nó thôi nha cả nhà nha. Bấm một lần lên và máy bấm và giữ nhé cả nhà nha, bấm và giữ trong vòng 2 giây 3 giây gì đó. Tại vì thường ấy Hà bán những cái sản phẩm của Hà này, Hà biết những cái sản phẩm của Hà ấy bấm hay tắt máy hay mở mắt ấy, mở máy ấy, thường ấy là nó hay bấm và giữ là cái độ nó làm cho cái độ an toàn. Tức là nhiều khi nó không giữ ấy cả nhà. Mình lỡ mình tay mình đụng vào một cái nó bật lên như vậy là nó sẽ không có tốt, cho nên bấm ra mình khi mà mình bật lên mình bấm mình giữ nhé cả nhà nhá. 2 giây 3 giây thôi. Thì sau đó đó, mọi người nếu mà mọi người nó bình thường ấy, cái bình thường của nó khi bật máy lên nha cả nhà nha là bắt đầu nó sẽ massage cái vùng mắt mình, mà đặc biệt một cái nha cả nhà nha. Cái massage này á, cái cục massage này á mọi người biết không, nó nằm ở ngay cái chỗ này. Mình để làm sao đúng vào ngay cái thái dương này của mình này. Cô mọi người ơi, khi mà đang nhức đầu nha cả nhà nha, nó sẽ xoáy đúng vào cái chỗ này luôn và nó massage ở cái vòng mắt của mình nhá, chứ không phải massage ở trong cái con mắt này của mình đâu nhá cả nhà nhá. Mọi người đừng có đòi hỏi Hà là nó sao nó không massage vào trong mắt nhá cả nhà nhá, không hề. Nó chỉ massage ở vòng cái ngoài cái con mắt này của mình thôi. Và cái công dụng thứ hai của nó là ngay cái chỗ mắt này nó sẽ làm ấm con mắt mình lên, cho nó cảm giác rất là dễ chịu nha cả nhà nha. Và cái thứ ba nữa là mọi người biết gì không? Mình nghe thấy nó có tiếng nhạc piano trong này nữa nha cả nhà nha. Nó sẽ tự động nghe cái tiếng nhạc piano và hai nữa là cái tiếng nhạc giống như là trong rừng sâu ấy, giống như là róc rách suối hoặc là có tiếng chim hót chít 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 như vậy đó, một chút xíu như vậy đó cả nhà. Nó làm cho mình thư giãn. Nếu như mình không thích cái chức năng đó đó cả nhà, nếu mình không thích cái chức năng đó nha cả nhà nha, mình tiếp tục mình bấm cái này cho Hà. Nếu mà mình không thích chức năng đó, mình bấm một cái một đấy là nó sẽ không làm ấm, nó không sẽ không làm nóng mắt mình lên nữa, nhưng mà nó vẫn còn cái massage. Bấm thêm một cái nữa nha cả nhà nha, là nó sẽ massage nhưng nó sẽ làm ấm mắt nhưng nó sẽ không massage nha cả nhà nhá. Mình có thể lựa chọn nha cả nhà nhá. Và ấn thêm một lúc nữa nó sẽ trở lại bình thường. Xong, nếu như mọi người bấm liên tục vào đây, bấm nhanh cho Hà hai lần tạch tạch, bấm hai lần cho Hà thì nó sẽ tắt luôn tiếng nhạc nha cả nhà nhá. Tắt luôn tiếng nhạc luôn. Đó là mọi người biết cái công dụng của nó cũng rất là dễ xài. Và cái độ nó có cái dây của nó để nó tăng giảm nha cả nhà nha. Hà nói thật luôn, Hà chưa bao giờ chờ cho đến lúc hết đó. Thật sự Hà cứ đậy vào cái là Hà đậy vào cái là nó tại nó cứ massage ở đây, cái con mắt mình nó ấm lên một cái rồi á
là nó đưa mình vào giấc ngủ, mình nghe tiếng chim hót nó massage vậy, cái là mình ngủ thôi chứ không có làm gì hết á. Thật sự với cái máy này á, nếu mà mọi người thích nó, cái này nó cũng rất là dễ nhá cả nhà nhá. Mà người ta vẫn để vào trong cái giỏ người ta đi làm được luôn nha cả nhà nha. Nó xài nó tới 150 năm 150 tiếng đồng hồ, mà một lần nó massage chỉ có 10 phút thôi nhá cả nhà nha. Nó tự tắt, tắt đi rồi thì mình lại chỉ cần bấm nhẹ một cái vào cái nút này một cái thì nó lại bật lên lại thôi, không có vấn đề gì hết nha cả nhà nha. Và cái máy này á, nếu mọi người lấy, mọi người đặt cho Hà sẽ sale cho mọi người 47 đồng một máy nhá cả nhà nha. 47 đồng một máy. Đó, là cái giá của cái máy nhá cả nhà nhá. Đó. Xài thích lắm nha cả nhà nha. Cái này này, với cái chỗ này này, mọi người có thể lấy cái khăn giấy ướt mà mọi người lau được luôn nhé cả nhà nha. Mình lau chùi sạch sẽ được luôn nhé, không có vấn đề gì hết. Đó. Nếu mà mình thấy con mình hoặc là ai đó mà nó xài máy vi tính nhiều quá nhá, hoặc là bạn của mình, hoặc là có một cái người nào đó mà người ta sắp tới sinh nhật mình cũng không biết tặng cái gì người ta hết. Rượu, nó cũng là bình thường quá rồi. Mà nếu mà cái công việc đặc thù, công việc của người ta mà ngồi máy vi tính, dùng điện thoại nhiều thì mình nên tặng những cái này cho người ta nha. Nam cũng được, nữ cũng được. Đó. Nếu mà nam thì là càng tốt nữa, đúng vào với cái mà người ta thích luôn. Mà nếu mà nam mà người ta đã có cái này rồi ấy thì tất nhiên cả nhà người ta cùng xài được hết luôn. Hà nói thật, cả nhà cùng phải thích xài nó. Nó cũng rất là hay nha cả nhà nhá. Nó chỉ có một cái dây sạc và nó có một cái túi này nữa thôi nha cả nhà nhá. Mình sẽ bỏ nó vào trong cái túi này mình đi nhá cả nhà nhá. Hà thì Hà dùng rất là nhiều máy vi tính, cho nên đâm ra là Hà nói với nó là mày gửi cho tao một cái thì tao sẽ thầy thử trước, xong sau đó là nếu mà được cái tao sẽ giới thiệu cho khách, nếu mà được ấy đặt giùm em một máy. Thật sự dài rất là thích nha cả nhà nhá. Hà nói thật luôn đó, với cái máy này đó, có cần thoa kem trước không? Không có cần thoa kem gì hết. Nếu mình thích thì mình thoa kem, tại vì cái này á, nó vừa làm ấm con mắt mình nha. Nếu mình thích mình thoa kem cũng không vấn đề gì đâu. Nếu mà mình thích mình thoa kem mắt mình. Như Hà này thì nói chung là mặt Hà lúc nào thì nó cũng có kem dưỡng, có tùm lum tùm la hết rồi. Cho nên là muốn massage lúc nào thì cứ việc chồng vô và massage thôi. Ôi dối loạn tiền đình chắc xài máy này được. Chị ơi, nó massage làm sao chị ơi, mà nó đúng cái hai cái cục đấy, nó đúng vào cái thái dương mình này. Nó cứ gì này, gì này, xong bắt đầu cái vùng mắt này nó ấm chị ơi. Nó mọi người đừng cứ nói Hà là nó massage cái cục mắt này, không có đâu nhé cả nhà nha. Cái chỗ này nó chỉ ấm thôi, và nó chung quanh cái con mắt này của mình nha cả nhà. Nó chạy giật, và tiếng tiếng nhạc piano và tiếng chim hót nha cả nhà nhá. Thì ta em đặt một máy này, thật sự á, xài cho mấy bé mà nó xài máy vi tính nó sẽ ưng. Rất là dễ, đơn giản, máy nó tự tắt 10 phút nó tự tắt. Nếu mà bé nó muốn nữa đấy, chỉ cần bấm nhẹ vào trên ngay cái chỗ đấy một cái, ngay trên cái bề mặt đấy bấm nhẹ vào một cái nó lại chạy tiếp thôi. Rất là đơn giản nhá cả nhà nhá. Hà chốt nhá. Thử tạ này em một máy massage mắt nhá. $47 đồng thôi cả nhà. Xài cực kỳ, thấy nó rất là chất lượng nha cả nhà nhá. Kelly Tất này. Một máy. Hà nói thật luôn á, cái này á, mọi người cứ mình xài xong mà mình tặng cho ai nó thật sự luôn, nó đúng luôn á. Giống như là đang buồn ngủ mà gặp chiếu manh nhá cả nhà. Toàn Mai Hà. Con đặt một máy 3 tuần sau về con lấy nha cô. Ok. Ủa Hồng lấy tới hai máy lận á Hồng. Hà thích lắm, Hà nói thật luôn á, mấy bé mà nó học hành nhiều, nó nhìn máy vi tính nhiều á, để cứ để cho máy nó làm việc. Bởi vì thật sự mà nói, nó làm cho cái con mắt mình nó dịu, nó thoải mái lắm, làm xong rất là thoải mái nhá. À, Honey một máy nè. Đấy. À, chào thị Trần nhá. Diệu Hòa em lấy một máy nè. Ủa, Honey đi chơi hả? Đi về Việt Nam hay đi đâu vậy? Ờ, Simon nghe nghe em một máy nè.
Trai thích lắm. Thật sự nhìn nó, cái máy nó rất là chất lượng nha cả nhà nhá. Cái máy nó rất là chất lượng. Hà xài, Hà đang xài đấy. Nghe nó cũng xài hết. Thì cứ đắp vào một cái là ngủ mất tiêu rồi. Cứ cho vào cái lên là ngủ mất tiêu luôn. Trời ơi, buồn cười lắm. Mua cho con gái làm văn phòng. Thật sự mà nói á. Mua là những bé ấy, mà thật sự nói, cứ nói nó mỏi mệt mắt á. Cứ đưa lên một cái là nó thật cảm thấy thoải mái lắm. Nó làm ấm con mắt mình mà nó massage. Cái mắt mình nó đang mệt mỏi á. Thật sự cho nó vào á. Đặt thêm, chị đặt thêm về bán đi. Ừ, đấy. Thật sự mà nói á, Hà lấy được cái giá này là cực kỳ tốt nha. Nếu mà là chỗ khác nha, Hà có biết cái chỗ khác, Hà cũng người ta chỗ khác nha, chào Hà giá Hà hỏi thử rồi đó. Cũng bên Hà nha, chào Hà nha. Mắc hơn 10 đồng. Mắc hơn 10 đồng, tức là nếu mà Hà mà không biết cái chỗ này mà lấy qua cái chỗ khác ấy nha, là nói thật luôn với cả nhà mình luôn, là sẽ không phải có giá 47 đồng đâu, Hà dám nói một câu như thế. Hà bán, Hà mua không phải là chỉ có mua không, mà Hà còn phải biết là đi chào, đi coi giá nữa ấy. Nha cả nhà nhá. Về Việt Nam ngồi 4 năm rồi. Ồ đúng rồi. À thị Trần, chị Hà bán ở bên áo nhá. Có máy nào cho mặt không chị? À, máy cho mặt thì chị có nhá. Chị còn có một set nữa thôi, là một cái máy 85 đồng mà được mình được tặng thêm một cái hũ kem và một cái chai serum nhá, là 85 đồng. Cái máy đấy nó vừa là đẩy tinh chất vô sâu nhá, rồi làm nâng cơ da mặt nhá, trị mụn cho mình nhá, rồi làm xóa nhăn cho mình nhá, nó có tới 7 công dụng lận nhá cả nhà nhá. Hà chỉ còn có một set đó nữa thôi. Bởi vì cái dòng đấy nếu mà Hà còn một set cuối cùng thôi, cho nên đâm ra là nếu mọi người thích ấy, thì mọi người sẽ nói ấy, là sẽ chỉ còn một set đấy. Thì nói chung lại là cái dòng đấy nó sẽ hết nhá. Không biết lấy lại là Hà không có chắc là lấy lại được nữa đâu nhá cả nhà nhá. Đấy, nó như vậy đấy. Hàng của Hà đấy, nó như vậy đấy. Và mọi người nói là xài cái kem và cái tinh chất cái nó xài nó cũng rất là tốt luôn nhá cả nhà nhá. Nó tốt lắm đấy chứ không phải là ít đâu. Tốt lắm đó. Cái kem với lại cái serum đấy, nó cực kỳ là xài thích luôn đó. Không có đỡ đâu. Xài thích lắm. Hà sẽ lên cái gì đây cho mọi người đây. Hà lên, Hà đăng bài thì nhiều lắm mà không biết Hà lên cái gì luôn. Hà nhiều quá luôn đó. Trời ơi.